Xin chào mọi người, hiện tại thì tôi đang ghi nhận tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Hôm nay ở đây có chương trình là bữa ăn dinh dưỡng cho người bệnh bị đái tháo đường. Đái tháo đường thì là một bệnh mà rất nguy hiểm và dễ mắc phải ở những người lớn tuổi. Tuy nhiên thì hiện tại đến bây giờ những người trẻ tuổi cũng đã có dấu hiệu bị mắc đái tháo đường gia tăng. Và hôm nay thì chương trình này sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin về bệnh đái tháo đường, cần có một cái chế độ ăn uống, hạn chế tinh bột nhưng vẫn phải đầy đủ các nguồn chất như các loại chất về rau, củ, quả. Và chúng ta không nên kiêng khem quá nhiều. Thường thường thì những người từ 40 đến 45 tuổi trở lên sẽ dễ bị mắc đái tháo đường. Và đái tháo đường đa phần là một bệnh mãn tính, tức là phải điều trị và kiêng ăn uống chế độ khoa học suốt đời luôn. Nếu mà chúng ta không tuân thủ một cái phác đồ điều trị và uống thuốc đều đặn để hạn chế được cái lượng đường huyết trong cơ thể thì chúng ta sẽ dễ dàng biến chứng bệnh, nhiều bệnh lắm. Có thể là bị suy tim, suy gan, suy thận, thậm chí là các ổ khớp sẽ dễ bị viêm khớp, gây đau đớn. Và càng lớn tuổi thì cái hệ bài tiết của chúng ta càng kém. Chính vì vậy và những người bị bệnh đái tháo đường sẽ gặp nhiều biến chứng và dễ tử vong hơn. Bệnh này thì đa phần là khi mà đi khám sức khỏe tổng quát, được xét nghiệm máu và được đo huyết áp thì mới phát hiện ra. Và những người mà phát hiện đái tháo đường thì đa phần là trong cái tình trạng có những người thì là phát hiện sớm thì được uống thuốc và điều trị, lúc đó sống chung hòa bình với đái tháo đường. Còn những người nào, người bệnh nào mà đến bệnh viện mà mắc bệnh đái tháo đường type 2, type 3 trở lên thì phải tuân thủ điều trị một cách rất là nghiêm ngặt. Chính vì vậy và trong những dịp lễ Tết này thì chúng ta nên ăn uống khoa học nhé.